Lương Nghi Dương Trung Hiếu xin giới thiệu cho các bạn biết, đây là cái bãi tràm mèo. Đây là cái bãi tràm mèo và mình đang trồng để làm thuốc. Thì bãi cái tràm mèo này thì nó phát triển rất tốt, các bạn đã thấy đó, mọc dưới tán rừng, phát triển rất tốt. Đó. À, những cái lá cây mùn mục của các trên đỉnh núi, mưa gió này, gió nó quấn vào đây xong rồi nó là chất mùn mục của cho cây tràm mèo này nó ăn. Cây tràm mèo thì mật độ sinh trưởng nó thì tương đối là tốt, phát triển rất nhanh và nó có thể đẻ cỏ đấy, như các bạn thấy đấy, nó đẻ luôn cỏ đó. Và nhận biết được cây tràm mèo thì hoa nó là tím, ngọn của nó thì nó hơi mốc mốc đấy, mình sẽ quay chi tiết cho các bạn xem. Ngọn nó hơi mông mốc như này, nó hơi mông mốc. Thân thì có hơi đốm, rễ thì nó ra từ đốt. Sinh khối của nó thì ví dụ nó cứ bò lên như này thì nó lại ra rễ, rễ cắm xuống, và cái đốt bò nó cắm xuống như thế này ấy, thì nó lại sinh sôi phát triển lên là hai cây. Đấy, bên này một cây và bên này một cây, nó phát triển rất nhanh, đẻ bù rất nhanh. Đó. Và nhận biết như mình vừa vặt một lá tràm mèo. Đấy, vò ra tay như thế này và nó sẽ xanh di tay. Đó, nó sẽ xanh di tay ra. Đấy. Nhận biết và nó tránh những nhầm lẫn về cây tràm mèo. Thì cây tràm mèo này nó vặt xanh ra, xanh di tay như thế này là cây tràm mèo. Thì cây này thì vừa sử dụng làm thuốc, vừa sử dụng làm ngày xưa cụ thì làm chất nhuộm vải từ cây tràm mèo. Đó. Cây này thì trồng một năm có thể nó đẻ kín hết cỏ không mọc nữa. Và cây tràm này mình như này chưa cắt được, lúc nào ra hoa, bắt đầu ra hoa và có bông con, này chuẩn bị ra hoa rồi. Đấy, chuẩn bị ra hoa rồi. Nếu là có ra hoa và có bông con ấy, thì mình sẽ cắt hết toàn bộ và sẽ thu hoạch để làm thuốc. Cây tràm mèo thì mình sử dụng để làm thuốc như là điều kinh cho phụ nữ, chống thể về tiêu viêm và kháng viêm. Về thứ nhất nữa là một cái thuốc rất đơn giản sử dụng trong bài thuốc từ cây tràm mèo này, thì ví dụ như là sốt hay sốt ban, sốt nóng là cứ hái tầm khoảng 7 lá, 8 lá tràm mèo về giã nhỏ, cho ít nước vào và vắt lọc lấy nước uống, nó sẽ hạ được sốt ngay. Đó là công dụng rất nhanh, dùng tươi là như vậy. Thì ngoài công dụng để làm thuốc điều kinh cho phụ nữ, thì trong bản chất của cây tràm mèo thì nó có tính chất là kháng viêm và giảm phù nề. Đó, kháng viêm giảm phù nề thì dùng trong cả thể như là đau dạ dày cũng có thể sử dụng cây tràm mèo này. Đây là cái bản sắc của người dân tộc, thì sử dụng trong cây tràm mèo rất nhiều mục đích, chữa bệnh. Đó. Và lên đây mình sẽ quay cho các bạn biết là trên này thì cũng mới trồng ra, diện tích càng ngày càng phát triển ra, tại vì là nguồn nguyên liệu của mình càng ngày sản phẩm càng ngày càng nhiều bạn bè, lúc nào các bạn bè biết đến thì sản phẩm của Lương Y Dương Hiếu thì vẫn phát triển thêm và trồng trọt thêm đây. Đó. Và đây này, bên này là giống rau cải núi. Đó. Đây là cải. Đấy, phục vụ nhu cầu cho ăn uống, cho cỏ sạch ở những các vùng núi. Đó, đây rất rộng các bạn. Và bên này, trên này là rừng đặc dụng của rừng phòng hộ. Và mình chỉ dùng trồng dưới tán rừng, không phá cây. Đây. Trồng rất nhiều, các bạn thấy đó. Mình đây thì chia sẻ thật những công dụng và mình cũng đang dùng rất nhiều và mình cũng trồng rất nhiều như thế này. Ở trong này là những rừng núi. Đấy, mình sẽ quay cho các bạn xem
rừng núi chập trùng luôn. Những bên kia là có những trong rừng bên này là có những cây gỗ rất to. Đó. Ở đây thì ở trên bên trên chỗ công ty của mình lên tầm khoảng hơn cây số là đến cái vườn chằm mèo này. Đấy, rất tuyệt vời. Đó, và đây cũng mới rồng. Đó, rồng rất dễ. Và cái bãi này hẳn một khung lũng này. Sau này nó sẽ là một cái rừng chằm mèo. Đó. Đấy thì xin giới thiệu cho các bạn sơ sơ về quy cách về trồng cây chằm mèo. Đó. Còn cả cái trong ngày nữa thì mình cũng đã răng rồng rất nhiều dưới tán rừng. Chỗ này diện tích của nó chỗ này vào hơn một mẫu cây chằm mèo. Nếu mà hơn mẫu là cây hơn mẫu tính diện tích cây to kia thôi. Thế còn cây cây mấy rồng năm nay bây giờ mấy rồng như thế này thì diện tích chỗ này nó phải vài mẫu. Đó. Ngày xưa đây là một cái bãi các hộ dân hay trồng rau, nhổ cỏ trồng rau như kia. Đó. Và bây giờ mình sẽ xuống hái một nắm rau về. Đấy, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Và bây giờ là mình hái rau cải để ăn đã. Đấy, xin chào tất cả quý vị và các bạn nha.